The Glacia là dự án nhà phố thuộc phân khúc cao cấp nhất và mới nhất do Hàng Điền phát triển tại thành phố Thủ Đức trong năm nay. Vị trí tọa lạc trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Nằm trong cụm khu dân cư đã hình thành của Hàng Điền, Mega Residence, Mega Ruby, căn hộ Safira, biệt thự Rucasta. Đường vào dự án theo cổng đường N7 phía bên hông của khu căn hộ Safira. Hiện tại tiến độ xây dựng của dự án đã gần hoàn thiện xong, một số dãy thì đang được hoàn thiện cái phần bên trong của căn nhà. Dự án có 180 căn được thiết kế, một trệt 3 lầu, khác biệt hoàn toàn so với các dòng nhà phố biệt thự mà Hàng Điền đã triển khai trước đó là một trệt 2 lầu. Với thiết kế này thì Glacia sẽ cao hơn một tầng, sẽ mở rộng thêm được các không gian sinh hoạt cho gia chủ. Glacia được xây dựng định hình phân khúc cao cấp nhất hiện tại của Hàng Điền, mức giá dự kiến từ 16 tỷ một căn. Hàng Điền là một trong những nhà đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay, đã tạo ra rất là nhiều dấu ấn trên thị trường bất động sản, đặc biệt là ở khu Đông Sài Gòn. Các khu nhà của Hàng Điền đã bàn giao thì đều được nhận được cái đánh giá rất là tích cực từ thị trường. Pháp lý thì luôn rõ ràng và hoàn thiện trước khi dự án được mở bán, nên ra sổ nhanh sau khi bàn giao. Luôn đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, chất lượng công trình và vận hành quản lý tốt bởi CBRE. Là một chủ đầu tư đi đầu và làm tốt nhất trong phân khúc nhà, phòng bao khép kín, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Thiết kế bên trong khu dân cư thì luôn luôn chú trọng được không gian sống xanh. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Hàng Điền.